Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12, tại km 716 quốc lộ 1A thuộc địa phần thôn Sen Bình, xã Sen Thủy, Huy Lệ Thủy, tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã đón dừng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 73C13441 do Hoàng Minh Lộc sinh năm 1972 trú tại xã Phú Thủy huyện Lệ Thủy điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 160 bao đường mang nhãn hiệu nước ngoài, trọng lượng mỗi bao là 50 kg ước ừ, tính giá trị lô hàng khoảng 80 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên. Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản vụ việc và chuyển giao phương tiện, tăng vật cho phòng PC03 Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý.